thời tôi thường ngồi đêm gác suốt canh giờ cùng các bụi thế thôi. Mẹ bảo tôi sao con mãi nghịch đời, tôi thưa mẹ, mẹ ơi đời đã nghịch. Này con à đừng thốt lời diễn thích, thiên hạ cười triết lý khất của con. Mẹ mong con giữ đạo nghĩa cho tròn mới xứng đáng là người con của mẹ. Đời đâu dáng nghi sâu chớ ngóng cuồng quá độ, chớ yêu hèn hay nâng nô làm trái trong công người mà nhục. Được như thế nghĩa là đời hạnh phúc, được người thương kẻ kính lúc giàu xa. Đây cũng là một đạo lý dị tha, là minh triết của ông cha Di ơi. Tôi thường ngồi đêm gác suốt canh giờ cùng các bụi thế thôi. Mẹ bảo tôi sao con mãi nghịch đời, tôi thưa mẹ, mẹ ơi đời đã nghịch. Này con à đừng thốt lời diễn thích, hạ cười triết lý khất của con. Mẹ mong con giữ đạo nghĩa cho tròn mới xứng đáng là người con của mẹ. Con bao nghịch đời đâu dáng nghi sâu chớ ngóng cuồng quá độ, chớ yêu hèn hay nâng nô làm trái trong
con người mà nhục. Được như thế nghĩa là đời hạnh phúc, được người thương kẻ kính lúc giàu sang, đây cũng là một đạo lý dị tha, là minh triết của ông cha Di Dương. Đây cũng là một đạo lý dị tha, là minh triết của ông cha Di Dương.